Mặc dù mới 25 tuổi, chưa lấy vợ, nhưng anh NMH ở huyện Đại Từ, thời gian khoảng một năm gần đây cảm thấy sức khỏe yếu, bản thân tự ti, không dám đi khám. Sau khi tìm hiểu trên mạng, biết được thông tin Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Bệnh viện A có phòng khám nam khoa đang triển khai chương trình khám miễn phí, anh H gọi đến số hotline và đặt lịch khám. Trước đây những vấn đề này tôi rất khó nói, không dám trao đổi với ai. Ở đây bác sĩ khám rồi xét nghiệm máu, xương, kê đơn điều trị ngoại trú và hẹn thời gian khám. Tôi đang đợi kết quả sau khi dùng thuốc và trước mắt bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân, giúp tôi hiểu tình trạng bệnh lý của mình hơn, cũng mong muốn tình trạng của bản thân có thể cải thiện trong thời gian tới. Hiện Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Bệnh viện A đã hợp tác cùng khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện Đại học Y Hà Nội triển khai và đẩy mạnh lĩnh vực nam khoa, khám và điều trị cho nhiều nam giới trên địa bàn và các tỉnh lân cận mà không cần phải đi Hà Nội. Thông qua các chương trình thăm khám, tư vấn và xét nghiệm miễn phí nhằm tuyên truyền rộng rãi đến được nhiều nam giới hơn, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống, duy trì bản lĩnh đàn ông. Tôi đã theo khám ở đây được gần 2 tháng rồi, cảm thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều. Bác sĩ có động viên cái thứ nhất về tinh thần, cái thứ hai là thuốc, hỗ trợ và tôi thấy cải thiện được rất nhiều. Và cũng mong là cơ sở của mình phát triển rộng rãi lên để cho mọi người cùng biết để đến khám. Bệnh viện thì cũng đã phát triển cái chuyên ngành khám nam khoa, bố trí các cái phòng khám riêng tư, kín đáo. Nên bệnh nhân cũng hoàn toàn là tin tưởng và đảm bảo các cái thông tin bí mật riêng tư khi đến khám. Thì bệnh viện cũng triển khai chương trình khám miễn phí này, mong sao cho cái thông tin là khám nam khoa đến tiếp cận đến rộng rãi các đối tượng hơn. Theo chia sẻ của các bác sĩ, các bệnh lý hay gặp nhất đó là sức khỏe sinh sản nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mãn dục nam, các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Do tâm lý e ngại nên tỷ lệ bệnh nhân đến khám trên số lượng bệnh nhân mắc bệnh lý trước đây còn chưa đông. Nhiều người thường xuyên tìm cách chịu đựng hoặc tìm các phương pháp truyền tai không chính thống, dẫn đến tình trạng càng nặng nề hơn. Chính vì vậy, nam giới cần phải chủ động thăm khám và kiểm tra để tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mình.